Quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng Hồng Việt TV. Tiếp theo sau đây sẽ là phần tin quốc tế, mở đầu với Julie. Philippines đặt mục tiêu chích ngừa COVID-19 cho 90% dân số trước cuộc bầu cử 2022. Philippines đặt mục tiêu chích ngừa COVID-19 cho 90% dân số trước tháng 2 của năm 2022 để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử trong tháng 5. Ông Calito Gavez phụ trách chích ngừa tối thứ Tư cho biết, chính phủ bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn 2 trong kế hoạch mua vaccine. Đang thương thảo mua thêm vaccine cũng như liều tăng cường. Cuộc đàm phán hiện nay với 4 công ty là để mua thêm 90 triệu liều vaccine. Và việc mua vaccine được tính toán khi xét đến cuộc bầu cử tháng 5 năm 2022. Ông Gavez nói rằng chính phủ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Chúng ta cần hoàn tất chích ngừa trước tháng 2 cho ít nhất 90% dân số. Trước cuộc bầu cử, toàn bộ người dân Philippines sẽ được bảo vệ. Ông Gavez cho biết nguồn cung vaccine của Philippines bắt đầu ổn định và nhu cầu đang được đáp ứng. Philippines hiện còn 23.75 triệu liều vaccine trong kho, đủ để chích ngừa trong một tháng rưỡi. Philippines dự tính sẽ có thêm 20 triệu liều từ giữa tháng 10. Ông Gavez nói rằng lượng vaccine tiếp nhận lớn hơn số vaccine chích, có nghĩa là sẽ có đủ nguồn cung. Đến nay, 19 triệu người Philippines đã chích ngừa đầy đủ và 23.1 triệu người chích ít nhất là một liều vaccine. Núi lửa ở quần đảo Canary sang bình địa hàng trăm tòa nhà. Bức tường khổng lồ dung nham nóng chảy tràn xuống những sườn dốc trên đảo La Palma của Tây Ban Nha, phá hủy đi 320 tòa nhà, trong khi dân chúng đang tuyệt vọng theo dõi dòng dung nham tiến ra biển hôm thứ Tư. Núi lửa Khmer Vihar phun trào hôm Chủ nhật ở phía nam La Palma, một trong 7 hòn đảo tạo thành quần đảo Canary ngoài khơi của Maroc. Chương trình quan sát Copernicus của Liên hiệp Âu Châu cho biết dung nham này lan rộng 380 mẫu, phá hủy 320 tòa nhà, là gấp đôi con số công bố 24 giờ trước đó. Các chuyên gia dự báo con số này sẽ tăng khi dung nham tiến về duyên hải miền Tây của hòn đảo, khi dung nham tiếp xúc với nước biển sẽ gây nên các vụ nổ và sinh ra khí độc. Đến nay, 6.100 người đã di tản, mà trong đó có 400 du khách được đưa đến đảo Tenerife ở gần đó. Và mặc dù không xảy ra thương vong, thiệt hại cho đất đai và tài sản là rất lớn, ước tính là trên 400 triệu euro. Theo các chuyên gia, có hai dòng dung nham, gồm một dòng ở phía Bắc và một dòng ở phía Nam. Ông David Calvo là chuyên gia của Viện Núi Lửa Học Incovan, cho hay là dung nham chảy chậm lại đáng kể vì nó đang đến khu vực rất bằng phẳng, nhưng chiều cao của nó tăng lên, có chỗ lên đến 15 mét. Và nếu dung nham tiếp tục di chuyển với cùng vận tốc thì nó sẽ đến biển trong ngày thứ Năm, tức là hôm nay. Lúc đó sẽ xảy ra trận chiến lớn giữa nước biển và dung nham. Do nhiệt độ chênh lệch nên nó gây ra các vụ nổ lớn và những mảng nham thạch sẽ bắn lên như hỏa tiễn. Liên Hiệp Quốc cảnh báo 16 triệu người Yemen sắp rơi vào cảnh đói kém. Lãnh đạo cơ quan lương thực Liên Hiệp Quốc cảnh báo là 16 triệu người ở Yemen sắp rơi vào cảnh đói kém, trong khi khẩu phần lương thực cho hàng triệu người ở đất nước này sẽ bị cắt trong tháng 10 nếu không có ngân sách mới. Trong cuộc họp cấp cao về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen, ông David Beasley hôm thứ Tư nói rằng Hoa Kỳ, Đức, Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Saudi và các nhà tài trợ khác ra tay khi chương trình lương thực thế giới WFP hết tiền đầu năm nay, và nhờ đó tránh được nạn đói và thảm họa. Ông cho hay WFP lại sắp hết tiền, và nếu không có ngân sách mới thì sẽ phải giảm khẩu phần của 3.2 triệu người trong tháng 10 và của 5 triệu người trong tháng 12. Trong hội nghị do Thụy Điển và Thụy Sĩ đồng tổ chức ngày 1 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi 3.85 tỷ đô la cho Yemen trong năm nay, nhưng các nhà tài trợ chỉ cam kết 1.7 tỷ đô la. Cuộc họp hôm thứ Tư bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyên góp được khoảng 600 triệu đô la. Như vậy vẫn còn thiếu ít nhất 1 tỷ đô la. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken công bố viện trợ nhân đạo thêm 290 triệu đô la, trong khi Liên Hiệp Âu Châu sẽ phân bổ thêm 139 triệu đô la cho viện trợ nhân đạo và phát triển. Giám đốc Yemen của tổ chức Oxfam, ông Mohsin Siddiqui, khen ngợi các nhà tài trợ và bày tỏ hy vọng ngân sách sẽ sớm chuyển đến các tổ chức cứu trợ. Miến Điện đối diện nguy cơ nội chiến đáng báo động. Lãnh đạo nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay cảnh báo Miến Điện đang đối diện một nguy cơ đáng báo động về cuộc nội chiến ngày càng leo thang
khi cuộc nổi dậy phản đối chính quyền quân phiệt lan rộng. Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet cho biết là không còn nhiều thời gian để các nước khác đẩy mạnh những nỗ lực để khôi phục dân chủ và ngăn chặn xung đột lan rộng hơn. Miến Điện rơi vào khủng hoảng kể từ khi chính quyền của bà Aung San Suu Kyi bị quân đội lật đổ hồi tháng 2, dẫn đến cuộc nổi dậy toàn quốc mà chính quyền quân sự tìm cách đàn áp. Các cuộc tấn công binh lính gia tăng kể từ khi các nhà lập pháp bị các vị tướng lật đổ phát động về chiến tranh phòng thủ nhân dân đầu tháng này. Bà Bachelet cho biết là tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ khi mà hậu quả của cuộc đảo chánh dập tắt hy vọng trên toàn quốc. Bà nói rằng xung đột, nghèo đói và tác động dịch bệnh tăng đáng kể. Miến Điện nay đối diện suy thoái, bạo lực, sụp đổ kinh tế. Đối diện với sự trấn áp của các quyền căn bản thì phong trào phản kháng vũ trang phát triển mạnh hơn. Và những khuynh hướng đáng lo ngại này cho thấy một nguy cơ đáng báo động về cuộc nội chiến mà ngày càng leo thang. Bà Bachelet cho biết kêu gọi các nước hỗ trợ về tiến trình chính trị mà bao gồm tất cả các bên và nói rằng khối ASEAN, khu vực và các nước mà có ảnh hưởng thì cần dùng các khích lệ để đảo ngược cuộc đảo chánh và ngăn chặn vòng xoáy bạo lực. Bà cho hay hơn 1.100 người bị lực lượng an ninh giết chết kể từ cuộc đảo chánh, trong khi hơn 8.000 người khác, kể cả trẻ em, bị bắt giữ và hơn 4.700 người bị giam giữ. Nước Úc sẽ kiên nhẫn trong việc xây dựng lại liên hệ với Pháp. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết ông cố gắng sắp xếp cuộc đối thoại với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhưng đến nay chưa được. Một tuần sau khi ông hủy thỏa thuận tàu ngầm gây ra tranh cãi ngoại giao với Paris. Phát biểu hoa thịnh đốn hôm thứ Tư, ông Morrison nói thêm ông kiên nhẫn trong việc xây dựng lại liên hệ với Pháp. Paris triệu hồi đại sứ tại Canberra và hoa thịnh đốn nói rằng họ sửng sốt vì nước Úc quyết định chế tạo tàu ngầm hạt nhân với Hoa Kỳ và Anh Quốc thay vì duy trì hợp đồng tàu ngầm diesel với Pháp. Ông Macron và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden điện đàm hôm thứ Tư và đại sứ Pháp sẽ trở lại hoa thịnh đốn vào tuần tới. Tuy nhiên, ông Morrison cho biết ông cố gắng sắp xếp cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp nhưng chưa thành công. Ông nói rằng ông chưa có cơ hội điện đàm nhưng ông sẽ kiên nhẫn. Ông Morrison cho hay ông hiểu được sự bất bình của Pháp và nói rằng việc hủy thỏa thuận tàu ngầm có nghĩa là vấn đề khác nhau với vấn đề giữa Hoa Thịnh Đốn và Paris và cần thời gian để giải quyết. Ông Morrison cho hay cả thỏa thuận chế tạo tàu ngầm hạt nhân và liên minh an ninh ba bên giữa Úc, Anh và Hoa Kỳ, AUKUS, đều nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng trong cuộc họp của ông với các nhà lập pháp và giới chức Hoa Kỳ. Đài Loan lo ngại khả năng gia nhập thỏa thuận thương mại xuyên Thái Bình Dương nếu Trung Cộng gia nhập trước. Chính quyền Đài Loan hôm nay cho biết có rủi ro cho việc Đài Loan nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP nếu Trung Cộng gia nhập trước, nêu lên trở ngại chính trị tiềm ẩn. Đài Loan chính thức nộp đơn gia nhập hôm thứ Tư, chưa đầy một tuần sau Trung Cộng. Nhà thương thuyết thương mại John Deng của Đài Loan cho biết Trung Cộng luôn tìm cách cản trở Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế. Nếu Trung Cộng gia nhập trước, Đài Loan rõ ràng gặp rủi ro lớn hơn. Nhưng Đài Loan có chế độ khác Trung Cộng như dân chủ, pháp trị, luật pháp minh bạch và tôn trọng tài sản cá nhân. Ông Deng cho hay là không có liên hệ trực tiếp nào giữa việc Đài Loan quyết định nộp đơn kiện gia nhập và quyết định của Trung Cộng. Khi được hỏi về đơn gia nhập của Đài Loan thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Triệu Lập Kiên nhắc lại lập trường lâu nay Đài Loan là một phần của Trung Cộng. Ông nói rằng Trung Cộng mạnh mẽ phản đối bất kỳ nước nào mà có liên hệ chính thức với Đài Loan, phản đối Đài Loan gia nhập bất kỳ hiệp ước hay tổ chức nào. Và ông Deng cho biết là Đài Loan nay nộp đơn gia nhập theo tên sử dụng tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Lãnh thổ thuế quan riêng biệt Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ. Đài Loan là thành viên WTO và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC. Ông Deng nhấn mạnh là Đài Loan là một nước độc lập và có chủ quyền, có tên riêng, nhưng đối với các thỏa thuận thương mại, danh xưng Đài Loan sử dụng nhiều năm qua ít gây tranh cãi nhất. Phiên xử 47 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông diễn ra ngày 29 tháng 11. Một thẩm phán hôm nay cho biết dù an ninh quốc gia liên quan đến 47 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông bị truy tố tội đồng lõa lật đổ chính quyền. Đa số bị giam giữ hơn 6 tháng qua sẽ nói lại ngày 29 tháng 11. Thẩm phán Peter Law của tòa án Tây Kowloon thông báo cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục pháp lý trước khi xét xử. Phiên xử sau đó sẽ chuyển tới tối cao pháp viện. Tội an ninh quốc gia có án phạt tối đa là tù chung thân,
nhưng chỉ có tòa cấp trên mới có quyền đưa ra những bản án dài như thế này. Tòa án Tây Cao Lương chỉ có thể kết án tối đa là 3 năm. 47 nhà hoạt động này nằm trong số hơn 100 người bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ theo luật an ninh quốc gia. Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông cho rằng luật này là cần thiết để bảo đảm sự ổn định, bảo vệ thịnh vượng và ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài. 47 nhà hoạt động bị bắt giữ vì tội tham gia cuộc bỏ phiếu không chính thức năm ngoái để lựa chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử của thành phố, bị nhà chức trách gọi là âm mưu nguy hiểm nhằm lật đổ chính quyền. Các nhà ngoại giao và tổ chức nhân quyền đang theo dõi sát sự việc dưới những lo ngại về sự độc lập của hệ thống tư pháp Hồng Kông. Nhà chức trách liên tục nói rằng ngành tư pháp là độc lập và tuân thủ pháp trị. Họ cũng cho rằng việc truy tố là độc lập dựa trên bằng chứng và không có liên hệ nào với lý lịch hay nghề nghiệp của các nghi phạm. Nước Đức sẵn sàng cho cuộc bầu cử mà sẽ chấm dứt kỷ nguyên Merkel. Cử tri Đức sẽ đến các điểm bỏ phiếu trong ngày Chủ nhật trong cuộc bầu cử sẽ chứng kiến bà Angela Merkel từ nhiệm sau 16 năm nắm quyền và mở ra cuộc chạy đua quyết liệt để lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Âu Châu. Là thủ tướng đầu tiên không tái tranh cử kể từ năm 1949, quyết định của bà Angela Merkel đồng nghĩa với bảo đảm một sự ổn định bất kể ai thắng. Các đồng minh Tây Phương lo lắng, theo dõi, lo sợ kết quả bất trắc và cuộc thương thảo liên minh sẽ kéo dài nhiều tuần, nếu không muốn nói nhiều tháng. Đối với khối đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo gọi tắt là CDU và Xã hội Thiên Chúa Giáo gọi tắt là CSU của bà Merkel, rủi ro khá lớn. Ứng cử viên thủ tướng của họ, ông Armin Laschet, 60 tuổi, chứng kiến một sự ủng hộ của ông giảm đi kể từ khi ông cười đùa trong lúc tưởng nhớ các nạn nhân lũ lụt hồi tháng 7, trận lũ lụt mà gây nên nhiều thương vong nhất tại Đức trong nhiều thập niên qua. Phe bảo thủ này đối diện nguy cơ không những mất chức thủ tướng mà còn bị đẩy ra khỏi chính phủ. Đối thủ chính của ông Laschet là Bộ trưởng Tài chánh kiêm Phó Thủ tướng Olaf Scholz, 63 tuổi, từ đảng Dân Chủ Xã hội SPD. Đối tác nhỏ trong ba đời chính phủ của bà Merkel. Và cuộc khảo sát mới nhất thì cho thấy SPD dẫn trước với khoảng 25% ủng hộ. Nhưng khoảng cách với phe bảo thủ thu hẹp trong những ngày gần đây xuống còn 3%. Đứng thứ ba với khoảng 15% ủng hộ là đảng Xanh, những người mà sẽ giữ vai trò then chốt trong cuộc thương thảo liên minh sau bầu cử. Nến cứu rượu chocolate hảo hạng khi sương giá tàn phá vườn nho. Mùa thu hoạch nho vừa bắt đầu ở chocolate sau một năm đầy khó khăn đối với các nhà sản xuất rượu ở Pháp. Sản xuất rượu dự đoán sẽ ở mức thấp lịch sử ở Pháp năm nay sau khi sương giá và nấm sương phấn tàn phá các vườn nho trên toàn quốc. Ở khu vực Yon, nơi có chocolate nổi tiếng với loại rượu trắng hảo hạng, 2/3 mùa màng bị phá hủy. Khi thu hoạch diễn ra, nhà sản xuất rượu Laurent Pinson nhìn một trong những hàng đầu tại vườn nho chất lượng hảo hạng của ông với một chút an ủi. Bằng cách đốt những cây nến lớn, ông bảo vệ cây nho khỏi sương giá mùa xuân vốn tàn phá những khu vực khác của vườn nho. Tuy nhiên, sản lượng giảm sẽ buộc ông phải tăng giá bán rượu chocolate, đa số là xuất cảng. Ông Pinson cho biết rượu Grand Cru bị thiệt hại ít hơn nhờ sự bảo vệ này, nhưng một số khu vực trong vườn bị đóng băng hoàn toàn vì thiệt hại lên đến 80% đến 90%. Nhiệt độ giảm xuống còn 23 độ F hồi tháng 4 ở các vùng sản xuất rượu như Chablis ở Burgundy làm hư hỏng chồi non phát triển mạnh nhờ thời tiết ôn hòa trước đó. Để hạn chế thiệt hại, các nhà sản xuất rượu như ông Pinson đã đặt hàng trăm cây nến, thực tế là những can paraffin giữa những cây nho để xua tan lạnh giá. Những biện pháp bảo vệ khác bao gồm quạt gió và xịt nước để tạo một lớp băng xung quanh chồi. Chablis sản xuất rượu trắng từ nho Chardonnay. Hơn 70% sản lượng rượu xuất cảng sang các thị trường quan trọng ở Á Châu, Bắc Âu và Hoa Kỳ. Và đó đã kết thúc phần tin quốc tế. Một lần nữa, Sở Phước Thương Mại sẽ là phần tin Việt Nam.